Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của 6 Vlog nhé. Hôm nay thì mình lại lên cửa hàng Yamaha để quay cho tất cả mọi người xem về chiếc Yamaha MT15 nha các bạn. Chiếc MT15 này thì được nhập khẩu và phân phối chính hãng. Mọi người ở khu vực Tây Nguyên, Gia Lai hay là Đắk Lắk thì mọi người có thể bấm đăng ký để ủng hộ kênh của 6 Vlog nhé. Và mọi người đừng quên bấm vào cái nút chuông để nhận được thông báo khi mà mình có những video mới nhất. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem chi tiết về chiếc MT15 nha các bạn. Đây là cái phần đầu đèn của xe đây mọi người. Có thể nhìn thấy rất là nổi bật luôn nha mọi người. Được trang bị cái đèn đề mi ở hai bên và cái đèn cốt pha để ở bên dưới nhá, mọi người có thể nhìn thấy nhá. Đây là đèn cốt pha. Và rất là nổi bật nữa là có cái phuộc upside down hành trình ngược nha mọi người. Cái phuộc này thì được dùng chung với lại giờ 15V3 với lại TFX nha mọi người. Và chiếc xe này cũng có thông số lốp trước rất là lớn. Đây, cái thông số lốp của xe này là 110/70/17 nha mọi người. Và cái đĩa trước của xe này mọi người có thể thấy là rất là lớn luôn. Đây, cái heo dầu là 2 piston nha, thì sẽ cho cảm giác là khi mà chúng ta ôm cua ở tốc độ cao sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đây, cái phuộc này rất là to, mọi người có thể thấy hành trình ngược nha mọi người. Và chiếc xe này có hai cái hốc gió ở hai bên nha mọi người có thể thấy. Đây là hai cái trụ lấy gió khí động học, nhìn thiết kế rất là đẹp mắt luôn. Mình rất là ấn tượng với cái phần đầu đèn này của chiếc xe này. Và hai xi nhan trước thì được tách rời nha. Cái xi nhan này thì cũng giống với lại xi nhan của Exciter 150 nha các bạn. Đây cũng không có khác gì nhau cả. Đằng trước thì có hai bên hốc lấy gió. Và cái phần vành trước mọi người có thể thấy đây, vành trước là giống như vành xương cá này, hình chữ Y nha mọi người. Đây, cái kiểu vành này thì cũng giống như các mẫu của xe TFX thôi. Và cái vành trước của MT15 này được sơn màu xanh. Đây là cái chỗ két nước của xe nha mọi người. Két nước này thì cũng mình thấy là cũng dùng chung với lại giờ 15V3 với lại TFX luôn. Để cổ bô trước rất là lớn. Và về thân xe mọi người có thể thấy là nhìn kiểu dáng của xe rất là hầm hố. Với kiểu dáng Lexby rất là mới nha. Cũng giống với các kiểu dáng Sportby thôi. Đây về phần bô sau. Bô sau thì cũng được dùng chung với giờ 15V3 nha mọi người. Cái chỗ gác chân thì nhìn rất là đẹp luôn. Được thiết kế bằng inox nhìn sáng thì rất là đẹp. Và quan trọng nhất là cái cục máy nha mọi người. Đây chính là cái cục máy của chiếc MT15 này. Sở hữu cái khối động cơ là 155 nha mọi người. Có tích hợp van biến thiên VVA. Cùng với đó là có cả cái công nghệ là nồi chống trượt luôn. Có nghĩa là khi mà dồn xuống gấp sẽ có bị trượt bánh nha mọi người. Công nghệ Slipper Cruise. Có chữ MT15 nhìn thiết kế rất là đẹp. Và bên trên cũng có tem MT15 nha mọi người. Chiếc xe này thì được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại các cửa hàng Yamaha trên toàn quốc nha mọi người. Với khung sườn của xe này thì cũng được dùng chung với giờ 15 TFX luôn. Thì mình sẽ có một cái video để so sánh về những mẫu xe này như là Yamaha giờ 15V3 TFX cũng như là MT15 cho mọi người cùng xem nhé. Về thông số của lốp sau thì rất là lớn nha mọi người. Sở hữu lốp sau là 140/70/17, rất là lớn luôn. Khi mà chúng ta ôm cua thì sẽ tạo cảm giác rất là an toàn. Và đĩa sau thì cũng rất là lớn. Đây mọi người có thể thấy. Với cái bát tăng sên thì cũng được thiết kế theo kiểu dáng của mô tô nha. Và mình sẽ quay cho mọi người một cái về phần gấp sau của xe. Nhìn rất là đẹp mắt. Đây mọi người, đây là cái phần gấp sau của MT15 nha mọi người. MT15 thì được trang bị cái nhông sau rất là lớn nha mọi người. Nhông sau rất là lớn, kèm theo đó nữa là cái bộ nhông xích. Xích này là dùng chung với lại TFX với lại giờ 15V3 có phốt cao su nha mọi người. Cái sợi sên này thì rất là bền đó. Được rất là nhiều người đánh giá cao cái sợi sên này. Thì mình sẽ quay rõ cho mọi người xem về cái thông số. Xe này thì với cái trọng lượng là 133kg nha mọi người. Dung tích vùng lốp là 155.1cm³. Với trọng lượng là 133kg cũng gần bằng với giờ 15V3 nha các bạn. Đây cái cơ cấu xăng số, đây chính là cái cần số cho mọi người, cần số cũng như là đỡ chỗ gác chân.
đấy, kiểu dáng post bay hay là next bay thì thường thường cái chỗ chân dẫm này sẽ được lùi về phía sau nha các bạn, thì sẽ tạo cảm giác lái thì là chồm về phía trước. Đây là cục máy 155 nha các bạn, 155 và có van điện thiên DVI luôn. Cục máy đứng nhìn rất đẹp nha các bạn, và quan trọng nhất là các bạn có thể thấy quan sát cái bình xăng này nha. Cái bình xăng này thì với dung tích là 10 lít. Đây, phải bình xăng rất là lớn, khi các bạn mà đi tu hay đi phượt thì chỉ đổ đầy bình xăng này thì chạy được quãng đường rất là dài. Trong này thì có sổ bảo hành nha các bạn, sổ bảo hành với lại sẽ được rất sử dụng. Thì đây là cái dòng xe nhập khẩu nên là cái yên thì được bọc rất là kỹ nha. Về phần xi nhan sau tách rời nha các bạn, đây xi nhan sau tách rời nha. Và cái phần đuôi thì ngắn hơn so với bánh xe nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho mọi người nhìn ngang, đúng là mỗi cái xe thì có một kiểu dáng khác nhau nha. Mình sẽ quay cho mọi người xem về cái xi nhan đằng sau, cái chỗ bắc biển số đây mọi người nhìn thấy đây. Lốp rất là to các bạn. Lốp sử dụng lốp IRC chung với lại G15. Mình sẽ quay cho mọi người xem về cái mặt đồng hồ của xe nhé. Đây, bình xăng thì ở giữa có viền màu đen cho các bạn, còn hai bên thì sơn màu xanh. Cái màu xanh GP này thì được rất là nhiều bạn yêu thích luôn, với lại trùng với màu MotoGP. Đấy, cái phần đồng hồ này thì cũng dùng chung đồng hồ với lại G15 V3 nha các bạn. Cái đồng hồ này hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật luôn, cũng như là tốc độ, quãng đường đi được, rồi cảnh báo về cái lượng nhiên liệu đi được, cũng như là quãng đường đi, rồi xi nhan, nói chung là hiển thị đầy đủ thông số nha các bạn. Và bên tay phải, bên tay lái đây có một cái nút, này là nút cũng là nút khởi động động cơ và cũng là nút bật tắt động cơ tạm thời luôn nha các bạn. Khi mà chúng ta đây dí xuống thì sẽ là nút khởi động nhá, và mình khi mà mình gạt lên thì sẽ là nút tắt động cơ tạm thời. Bên này thì có một nút thôi. Với kiểu tay lái trần sẽ tạo cảm giác lái rất là dễ lái nha các bạn. Còn ở bên này thì có nút bật đèn cốt pha và nút xi nhan trái phải, và có một nút còi nha các bạn. Đây, nút còi rất là nhỏ nhắn đây luôn. Và ở bên trên này thì có một cái nút passing nha mọi người. Đây, passing tạo cảm giác rất là dễ luôn các bạn, khi mà bấm sẽ rất là dễ luôn. Đây, khi mà chúng ta bóp cái côn, và cái côn số của dòng xe này thì rất là nhẹ nha các bạn, bởi vì là trang bị cái công nghệ rất là cao là Slipper Cruise, thì khi mà sang số thì cũng có thể sang số nhanh luôn, rất là tiện lợi luôn. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem về dung tích bình xăng này, mọi người có thể thấy rất là lớn, và kiểu dáng mọi người có thể bè ra như là con rắn hổ mang luôn, rất là đẹp. Và cái cảm giác lái của chiếc xe này thì khi mà ngồi lên cảm giác rất là thoải mái nha mọi người. Cái góc lái của xe này rất là rộng. Đây, mọi người có thể thấy là một cái điểm giống nhau hoàn toàn với lại G15 VTFX luôn, là từ cái gấp sau luôn đến phần động cơ rồi khung sườn đều là sử dụng chung nhau mọi người. Và cái điểm này thì mình cũng nghĩ rằng là nó sẽ được dùng, sau này sẽ được dùng chung với Exciter nha các bạn. Bởi vì là khi mà những cái dòng xe cùng 150 phân khối mà sử dụng chung cục máy thì em đỡ tốn cái chi phí sản xuất cho các bạn. Hiện nay thì có rất là nhiều dòng xe mà sử dụng chung cục máy với nhau luôn. Đây, mẫu xe MT15 với lại TFX với lại G15 V3 đều sử dụng chung phuộc trước, đĩa trước, bánh trước, sau và về phần khung sườn nha các bạn. Đây, về phần đằng trước thì các bạn có thể thấy là về phần đèn của MT15 này cũng khá là giống với lại chiếc TFX nha các bạn. Tuy nhiên là ở cái phần MT15 này thì có cái thiết kế thêm cái hai cái mắt đèn tỉ mi giống như rất là giống siêu nhân đấy các bạn. Cái điểm này mình thấy như là một cái điểm nhấn. Nhưng mà cái phần mà đèn cốt pha thì là rất là nhỏ để thiết kế ở phía dưới nha các bạn. Đấy, mình sẽ có một cái video để test thử cho mọi người xem là về cái độ sáng của cái đèn này nha mọi người. Phục trước rất là nổi bật luôn. Chiếc xe này thì với kiểu dáng khi mà mình ngồi lên và mình khi di chuyển đường đông người, đường thành phố thì rất là thoải mái nha các bạn. Với kiểu dáng của xe này thì không phải chồm về phía trước quá nhiều và cảm giác thẳng tay và rất là thoải mái. Về thông số kỹ thuật thì xe này sở hữu có động cơ là 155
và với cái mã lực của sóc xe này có thể đạt đến 19,3 mã lực cho các bạn, rất là mạnh. Và có trang bị thêm van biến thiên VVA, cũng thêm đó nữa là nồi chống trượt với khả năng xăng số nhanh. Và chiếc xe này thì nhìn thấy kiểu dáng thì rất là mới, bởi vì đây là dòng xe nhập khẩu nha các bạn, với giá thành cũng rất là hợp lý. Mình cập nhật ở tại cửa hàng thì với giá chỉ ở mức là từ 80 đến 82 triệu đồng thôi nha các bạn, với phí đã bao gồm giấy tờ. Và ở cuối tháng 9 này thì mình sẽ liên tục cập nhật về các mẫu xe phổ thông cho tất cả mọi người tham khảo nhé, về các dòng xe mới như là Yamaha Exciter và Honda Winner và Suzuki Rider, để cho tất cả các bạn có thể tham khảo xem là cái giá ở địa phương mình có khác với cái địa phương của các bạn không nhé. Và cái thông tin về Exciter 105 á, thì hiện nay thì cũng vẫn chưa có thông tin gì nha các bạn, thì cũng vẫn chỉ là những hình ảnh và cũng như là những cái tin đồn thôi. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm ở đây thôi nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ những cái video mới của mình. Mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.